Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Thì kênh của Kim Anh á là kênh xem bói về tâm linh. Thì hôm nay cũng như thường lệ, Kim Anh gieo quẻ chia sẻ trên trang của Kim Anh để tất cả mọi người mình vào có thể tham khảo. Thì cũng bình thường á thì Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề làm ăn, đường đi nước bước, công việc hoặc là vấn đề tình cảm, hạnh phúc trong vấn đề hôn nhân, đường con cái như thế nào. Thì qua cái quẻ bài á thì nói chung những anh chị nào, những cô bác nào có cái tuổi nói chung đồng tuổi thì nó cũng chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi, tại vì mỗi người thì nó sẽ có một cái bước ngoặt khác, hoặc trong vấn đề đường đi nước bước nó sẽ trải qua những cái giai đoạn khác nhau, chứ không người nào giống người nào ha. Nó chỉ có giống nhau như về vận mệnh nè, về cái sao nè, hoặc là trong cái vấn đề xung khắc nè, thì nó chỉ có tương đối là nó trùng trong cái vấn đề đó thôi. Còn như là trong vấn đề tiến triển, như vấn đề của mình là công việc làm ăn của mình như thế nào, hạnh phúc của mình nó ra sao á, thì mỗi người nó sẽ có một cái giai đoạn khác nhau, hoặc là nó diễn biến khác nhau, chứ không người nào giống người nào. Cho nên á, những gì mà cái anh chia sẻ thì nói chung nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo cho những anh chị cô bác nào đồng tuổi thôi. Còn bản thân của mình muốn đi sâu vào trong cái vấn đề sự nghiệp của mình, tình cảm hạnh phúc của mình, đường đời của mình như thế nào qua từng giai đoạn, thì mình phải vào Zalo ha. Mình qua Zalo mình kết bạn, mình gửi thông tin thì cái anh sẽ chia sẻ cặn kẽ cho mình về cái vấn đề của mình bên Zalo. Còn đây thì Kim Anh chỉ chia sẻ về cái tính chất cho mình tham khảo. Thì hôm nay cái quẻ bài này Kim Anh cũng chia sẻ về vấn đề của bạn nam này, sinh năm 1976. Thì trong vấn đề của bạn hỏi năm nay, trong cái tháng 4 này thì bạn có ý định khai trương, thì khai trương ngày nào tốt. Thì như nếu như mà nói về vấn đề chia sẻ ngày khai trương thì nó rất là đơn giản rồi. Đó, thì khai trương nói về tháng 4 này mà tuổi Bính Thìn của mình thì khai trương được là ngày mùng 1 ha. Ngày mùng 1, ngày mùng 9 và ngày 11 thì theo như Kim Anh nhận định là ba ngày đó. Còn như những giống kiểu những thầy khác hoặc là những người khác có ý khai trương như thế nào thì đó là tùy vào mỗi cái cách suy nghĩ của mỗi người. Còn theo như Kim Anh nhận định thì là mình có được 3 ngày trên ha. Còn nói về khi mà mình chia sẻ về vấn đề khai trương trong cái vấn đề quẻ bài của mình, thì Kim Anh cũng đã chia sẻ với mình trong cái tháng 4 này là có những ngày nào. Nhưng để đi sâu vào trong vấn đề làm ăn của mình nó được tốt hay không, khai trương cho mình có thuận lợi hay không, thì Kim Anh cũng chia sẻ cái quẻ bài của bạn nam này luôn. Thì nói về trên vấn đề làm ăn, cầu tài, cầu lộc, sự nghiệp của bạn nam này, có thể nói là trong 5 năm trước, về 9 năm trước, thì nói chung nó chỉ đem đến cho bạn cái tiếng nhiều, chứ cái miếng không có. Thí dụ như từ ở ngoài nhìn vào cho thấy công việc làm ăn của mình nó thuận lợi, hoặc là mình có tiếng tăm như giàu có khá giả, công việc của mình nó tiến triển tốt đi nữa, nhưng mà thực chất đi sâu vào trong thì nó chỉ có cái tiếng nhiều, cái miếng không được bao nhiêu ha. Thì để trên con đường cầu tài, cầu lộc, sự nghiệp của bạn làm ăn ở đây được tốt, thì theo như cái quẻ bài này cho thấy vấn đề bản thân của bạn trên vấn đề cầu tài á hoặc là trong việc làm ăn sự nghiệp của bạn, thì bản thân của bạn ở đây là bạn được sự giúp đỡ từ người thân rất nhiều, cũng như bản thân của mình ở đây cũng là một người con hiếu thảo rất tốt, lo toan gánh vác quán xuyến gia đình rất tốt, và được sự trợ duyên từ người thân cũng như là cửu quyền, giống kiểu là cửu quyền trong gia phả của mình đó, thì được cửu quyền gia hộ cho mình được vững vàng đó. Bên cạnh đó mà nói về người mà gia hộ cho mình nhiều nhất là vong linh của một người đàn ông lớn tuổi ha, theo mình gia hộ cho mình trên con đường sự nghiệp tài lộc rất tốt. Cho nên bản thân của mình để làm ăn thuận lợi, công việc của mình nó được trôi chảy, không cần cầu kỳ ở sau, không cần cầu lại ở đâu xa, mà mình cố gắng cầu nguyện nhiều với cửu quyền của mình ha. Cửu quyền của mình và đặc biệt là vong linh của người đàn ông này, để người đàn ông này xây chuyển cho mình trên vấn đề cầu tài, cầu lộc của mình, làm ăn của mình nó được thuận lợi, tốt đẹp. Thì cái này nói chung tốn kém thì nó chẳng tốn kém gì, mình có tấm lòng ha. Ví dụ như cà phê, cà pháo, bánh trái, hoặc là sáng mình ăn sáng, cà phê hút thuốc thì mình cố gắng mình mời này thì cũng như là cái tượng trưng trên vấn đề tâm linh thôi, thì mình cố gắng mình mời ai đang theo con, người nào đó đang theo con, gia hộ cho con, thì con mời ăn cơm, ăn sáng, hút thuốc, cà phê, cà pháo, bánh trái, thì mình mời như vậy để cho người ta gia hộ cho mình với cái tư tưởng là người ta được sự quan tâm, thì người ta gia hộ cho mình được tốt hơn. Cho đôi khi người ta gia hộ cho mình mà mình thiếu cái sự quan tâm thì người ta cũng buồn, mà người ta buồn thì người ta tác động vào mình làm cho tâm trạng của mình nó cũng buồn theo, mà buồn vô cớ, buồn không có lý do. Thì đó là nói về cái phần tâm linh, cái mặt tâm linh nó như vậy ha.
Thì nói về bản thân của mình trên vấn đề cầu tài, cầu lộc, làm ăn cái gì, thì bản thân của mình trên vấn đề làm ăn năm nay Kim Anh cũng nhắc mình luôn. Năm nay bản thân của mình nằm vào là cái năm tuổi thứ nhất, mình nằm vào cái sao Thái Bạch là thứ hai. Cho nên bản thân của mình trên vấn đề cầu tài, cầu lộc năm nay tốt nhất Kim Anh khuyên mình công việc gì ở đâu thì mình cứ ở yên nó làm, không vội vàng, không nóng nảy một vấn đề gì. Không nên mở mang thay đổi, không nên mở rộng. Đặc biệt là với bắt tay hợp tác một người nam nào thì nói chung là không có tốt. Nếu như mình có ý định mở mang làm ăn cái gì thì mình cứ làm ăn một mình ha, một mình một ngựa mình thôi, làm ăn từ từ, thủng thẳng, không vội vàng, không nóng nảy. Cơ hội mà đến với bạn được trên vấn đề làm ăn sự nghiệp tài lộc là phải tháng 7 đi lên bạn mới có cơ hội. Còn hiện tại bây giờ nói về từ tháng 4 đi lên bạn chưa thấy cơ hội gì hết. Nhưng mà bạn có ý định mở mang thay đổi trong tháng 4 thì Kim Anh cũng chọn cho mình được cái ngày khai trương ha. Trên vấn đề làm ăn sự nghiệp tài lộc của mình á, thì nói chung là những gì đến với mình hoặc là mình mong chờ cơ hội đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc gì thì nói chung bản thân của bạn ở đây không có cơ hội đi xa. Ví dụ như mình có ý định ly hương xuất cảnh xa quê hương, sống xa gia đình lập nghiệp thì nói chung là cơ hội đến với mình nó không có được nhiều đó. Cho nên bản thân của mình trên vấn đề bổn phận của mình, đường đi nước bước của mình không có duyên đi xa, cho nên là làm ăn cái gì nó cũng không có đạt được cái sự như ý tốt. Bản thân của mình đúng ra trên con đường đời của mình là người có danh phận địa vị thì mới đúng, nhưng mà mình đôi lúc mình có cái tính tự ái cao, cho nên nói về bản thân của mình ở đây á, nhiều khi mình bộc trực, mình ngang, mình bướng, đâm ra có mình có cái tính tự ái thì bản thân của mình khi mà tự ái lên á, thì nói chung buông bỏ bất cần á, thì nó không hay không tốt. Hoặc là khi mình tự ái lên rồi mình buông ra những cái lời nói không hay không tốt thì nó cũng ảnh hưởng tới con đường tài lộc của mình đó. Cho nên nhắc mình trên vấn đề làm ăn của mình, đường đi nước bước của mình trên con đường bổn mạng của mình, cần hạ bớt cái sự tự ái lại thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn cho cái vấn đề làm ăn tài lộc của mình sau này ha. Trên con đường bổn mạng của mình là như vậy. Cầu tài cầu lộc của mình thì cái Anh cũng đã chia sẻ với mình là cần phải giải quyết những vấn đề gì. Còn nói về trên vấn đề hạnh phúc của mình, trên vấn đề hạnh phúc của mình ở đây thì nói chung cảnh gia đạo của mình đang sống thì cũng không có được sáng suốt, không có được rạng rỡ. Cũng như là trên vấn đề tình cảm của mình ở đây, trong 4 tháng qua tới 7 tháng về trước thì cho thấy là có cái sự giận hờn, có cái sự tự ái, cái sự hờn ghen tuông dẫn đến vấn đề ly thân ly hôn gì trên vấn đề tình cảm hạnh phúc của mình. Thì bản thân của mình ở đây trên vấn đề tình cảm hạnh phúc của mình là có cái sự đố kỵ ganh tị từ một người bạn nam đó. Người bạn nam này thì tầm có thể lớn hơn mình từ 2 tới 3 tuổi thôi đó. Cho nên nhắc mình trên vấn đề tình cảm hạnh phúc của mình á, khi mà mình có một người bạn thân nào mình có ý hay chia sẻ về vấn đề hạnh phúc thì nhắc mình cần cố gắng ha, hạn chế được thì hạn chế, không nên tin tưởng tuyệt đối vào người nam này nhiều quá mà đem đến sóng gió cho mình trên con đường hạnh phúc của mình không hay. Đó, thí dụ mình hay chia sẻ bầu bạn nhưng mà với cái ý của người nam này giống kiểu là trong vấn đề tình cảm người ta cũng có cái sự ghen tuông, có cái sự hờn ghen hoặc có cái sự đố kỵ trong đó thì vấn đề hạnh phúc của mình nó bị ảnh hưởng nhiều. Bản thân của mình ở đây trong vấn đề tình cảm hôn nhân hạnh phúc để đạt được hai chữ hạnh thông thì có thể nói bắt đầu từ tháng 11 đi lên bạn mới có hai chữ hạnh thông trên vấn đề hạnh phúc. Thì theo như cái quẻ bài mà cái Anh chia sẻ thì nội dung chính bạn này là hỏi về vấn đề khai trương, thì qua đây Kim Anh cũng chia sẻ cặn kẽ về vấn đề bổn mạng, vấn đề hạnh phúc, vấn đề công việc làm ăn của mình luôn ha. Thì khi mà mọi người vào xem, mọi người có ý kiến gì thì mọi người đóng góp ý kiến dưới cái phần bình luận giúp cho Kim Anh nha. Mọi người vào á, mọi người xem và mọi người có cái sự đóng góp bằng cách là bấm chuông hoặc là mình đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh để kênh của Kim Anh càng ngày càng được phát triển hơn thì sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ với mình nhiều hơn nha. Còn clip này thì Kim Anh chia sẻ tới đây và hẹn gặp lại mọi người mình trong những clip tiếp theo ha.